Two, three, final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes better be on to the teeth. To be defeated by heat, the one they call Hello các bạn. Lâu quá không trở lại thì rất là bận, mình làm cái Sepo của mình mới. Các bạn thấy sơ sơ rồi ha. Ok, đây là cái Sepo mà mình nghĩ là nó đơn giản nhưng mà nó độc, khá là độc. Thì đầu tiên á là trước mình đi cái cổ titanium cũ á, phía sau mà là mình đi cổ titanium là mod luôn. Mod là mình tự thiết kế cái đường ống hai cái đặc lệch. Các bạn coi quá nhiều cái clip rồi, âm thanh thì nó khủng khiếp. Thì sau một thời gian mình chơi đổi cái khác cho nó thú vị thì cái lần dọn này mình vào lại cái cổ bô full system của AKBUX luôn. Nó đi từ hai đầu máy trước, hai đầu máy sau, oppo carbon này zin. Cái này mình sẽ làm lại nữa tại mình mới vừa xong thôi ha. Đó, cái này là zin hết luôn nè, titan zin nè. Đó thì cái bô này lại đi hai cái lon, nó chọt ở dưới gầm nha các bạn. Thì hai cái lon ở dưới gầm này thì theo như mình đánh giá đi, nó êm quá, với lại nó không có đủ cái gọi là cái uy lực và cái độ lạ của cái xe tạo cho con cái xe khác biệt. Thì mình đang cố tình là tạo cho một con xe nó thật sự nó khác biệt tí xíu. Thì đây chính là cái bộ bô mà mình nghĩ là lạ, đó chính là cái khúc này. Khúc này là chính là cái khúc mà nó từ cái lo cái set bô của con 199 Aruba và Bani TMD trong mấy cái giải SPK. Cái khúc này nó ở bên trong nó là 76, nguyên cái bộ này zin vô đây đó. Và cái nó chia ra hai bên ha các bạn, nó có cái van bô nữa. Cái dàn cổ này á, thực sự ra mình mua về các bạn, mình mua từ cách đây khoảng 5 năm trước rồi. Và mình lấy hai cái lon AKBUX tròn, mình sẽ gửi cái hình cho các bạn coi. Thì hai cái lon này không có nỉ, giải đua họ đi không có nỉ, thành ra nó rất là ồn, nó ồn một cách khó chịu, mình không thể nào mình đi được vậy. Thì mình muốn cái âm thanh nó chất hơn tí xíu. Thì cái set này á, nó còn phía trước nữa, nhưng mà đó là do cái con V2 là 199 rồi, hai máy nó không thể nào lọt vô trong cái con V4 này được, cho nên mình không mua, mình mua đúng chữ Y. Còn mình để dành chắc cũng đó, như các bạn biết là 5 năm rồi. Và cuối cùng là mình để tạo sự khác biệt là mình lấy và mình gắn lên xe luôn. Thì bên trong của cái cổ này nè, nó rất là đặc biệt. Nó có cái van nè, các bạn nhìn thấy nè, nó có chữ AKBUX luôn, chính hãng luôn nha. Cái cổ bên này nó có đánh số luôn, tại vì mình sửa cái cổ lại cho nó ôm theo cái xe của mình đó. Đó, cho nên là cái số nó bị mờ đi, nhưng mà chấp nhận thôi các bạn. Đó, mấy cái trầy xước này là cũng do sử dụng thôi, chịu. Và đây là bên trong của cái van bô, đây chính là cái van của AKBUX luôn. Thì cái đồng tiền ha, nó nằm như này ha, cái đồng tiền nó sẽ đóng và mở. Thì cái đó là tùy theo cái ECU họ map, họ tăng chỉnh làm sao đó để cho cái đồng tiền đóng mở theo đúng cái nhu cầu của cái xe. Mình thì mình cho nó luôn mở, tại mình đi cái lon bô có nỉ. Và hai cái lon này á là một trong những cái cặp lon mà mình nghĩ là hiếm nhất cho tới thời điểm hiện đại. Mình cứ nghĩ là hồi 3 năm về trước là mình nghĩ là mình mua cái này chắc mai mốt mình mua được nữa. Thế là mình đi bán một cái lon bên phải, mất rất là đẹp luôn các bạn, zin luôn. Và sau đó mình không mua được nữa. Thì mình chờ mãi anh chủ xe, ảnh gắn vách ba, cái ảnh chán á, cái ảnh bán lại, mình xin mình mua lại các bạn. Tại vì nếu mà thật sự nếu biết giá trị á thì nó rất là hiếm. Và mình đã chấp nhận một cái chuyện đó là một đi không trở lại, là mình hàng chết cái lon bô vô trong cái cổ rất là lớn của cái set Aruba này luôn. Tao nhìn thấy mối hàng không? Đây nè, đây ví dụ như cái lon bô nè. Đó. Thì mình hàng đè lên cho đây luôn, có nghĩa là bây giờ mình gỡ cái này ra là nó có dấu hàng để mất zin cái bô. Mà mình chơi rồi các bạn.
là mình chơi nó phải có cái khác biệt. Mà mình không thể nào mà đang cái cổ mà bự 80 mà bóp vô cái cổ nhỏ 60, nhìn cái bô nó xấu lắm, và mình chọc nó vô luôn, mình hàng chết nó luôn. Giải chơi chấp nhận ba mấy triệu cái lon đó các bạn, nhưng mà không sao hết. Ok, thì trái phải hai lon ha. Đây, mình vẫn còn một cái lon bên phải chứ, mình gắn nào giờ mình sẽ bán lẻ luôn. Rồi, đây là cái dây quan trọng nhất, đó là nghe tiếng bô, vẫn là cái bộ khóa từ thôi các bạn. Đó, bộ này bền lắm, 5 năm rồi. Ok, thì bây giờ cũng còn sớm, 10 giờ chơi được. Đây là cái âm thanh mà mình nghĩ là vừa đủ nhất, không quá lớn nha các bạn, vừa đủ nhất luôn. Và hai cái lon bô của mình nó có cái phễu, nó già, nó ém cái hơi rất là tốt. Để mình nổ ra đây chút xíu. Ok các bạn nghe, mình chỉ vặn ở đó thôi chứ vặn nhiều quá không được, hồn lắm. Cái lý do mà mình vẫn chưa làm xong, mình sẽ làm hai cái miếng oppo đây nữa nè, chứ quên một cái là phỏng á, tại vì nó nóng rất là nhanh, nhưng mà nguội nhanh luôn, mà nóng kinh khủng khiếp luôn á. Cái đó là khi mà mình ngồi á, cái đùi mình sẽ để đây nè, đó cái đùi mình để đây nè, cái hơi này nó hắt lên ghê lắm. Và đúng viên của Aruba họ có cái miếng ốp đây nè, rất là đẹp luôn. Mình sẽ cố gắng mình làm gần giống và có một cái sự khác biệt tí xíu về cái xe của mình. Cũng may là vào cái đuôi này nó cũng còn vừa vặn vừa được, không quá xấu, nhưng mà lạ là được. Thì xe mình vẫn chưa xong nữa các bạn, mình còn thêm một cái dàn đầu đằng trước nữa, cực lắm. Cái dàn đầu này mình làm mất rất là nhiều thời gian công sức, với lại cố gắng làm không có giống xe nào hết. Âm thanh này nó rất là vừa ý, không có quá lớn, mà mình nghĩ là chạy nó cũng mượt đấy, tại vì cái bô kia cũ kia đó nó lớn lắm. Ok, có gì mình sẽ cập nhật thêm cho các bạn cái phần hoàn thiện của phần bô. Ok, cảm ơn các bạn. Mic check, 1, 2, 3, final countdown, no time to breathe. Get your mind ready, your rhymes better be on to the teeth to be defeated by heat. The one they call the GOAT, checkmate on the beat. 跟不上我的节奏，玩 flow，嘴巴闭上，肩膀摇晃，那特别意义。